Cây này là cây gì đây? Cây gì? Quan âm. Cái quan âm á. Tôi thì cũng không biết gì các bạn ạ, nhưng mà nghe anh bán cây anh bảo là cây quan âm này, nhưng nó một cây bonsai có cái dáng thể tự nhiên rất là đẹp, mọi đường nét của nó đều tất cả là tự nhiên, thì được người ta dày công sưu tầm về. Nhìn đầu như đầu ngựa, thân lại cuốn của con rồng. Cây này đang được kêu giá 1 triệu các bạn này. Nhìn cũng chắc chắn, sức sống thì nhìn là cành lá của nó cũng mạnh này. Nó chỉ cao tầm độ 20 thôi. Đây là cái mặt lá của nó này, lá của nó thì cũng nhỏ đẹp. Chiều ngang của nó thì rơi vào tầm độ 30, chiều cao thì 20. Nó trườn rất là đẹp.